trong tháng 8, rau quả trái cây ở phía Nam vào vụ thu hoạch với sản lượng hơn 1,1 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa, xây dựng luồng xanh, vùng xanh cho nông sản, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Ước tính sản lượng rau củ quả trong tháng 8 ở phía Nam lên tới hơn 1,1 triệu tấn, có nhu cầu tiêu dùng chỉ 500.000 tấn, trong khi một số vùng giãn cách lại thiếu cục bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị thiết lập điểm tập kết hàng hóa tạm thời, tăng cường bán hàng lưu động, bán hàng trực tuyến. Đã có 580 doanh nghiệp kết nối cung cầu, và hôm nay phải khẳng định nhờ có cái sự công tác, sự quyết tâm, nỗ lực cao như vậy, cho các cái chuỗi sản xuất nông sản không bị đứt gãy. Bộ sẽ trình chính phủ về cơ chế chính sách, về tiêm vaccine, về vốn để mua tạm trữ cũng như là dự trữ vừa cho điều tiết tiêu dùng trong nước, vừa cho chuẩn bị xuất khẩu của những tháng tới. Các địa phương tập trung giải quyết khó khăn về kỹ thuật, thuận lợi hóa thông quan, hạ tầng logistics, không để ứ đọng hàng hóa trên các tỉnh biên giới với Trung Quốc và các thị trường xuất khẩu trọng điểm.